Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Thứ không làm người, thứ không làm người khác bớt no được. Sao thế tiểu chiết chiết, vừa sáng sớm tâm trạng đã không tốt rồi. Ơi, chỉ là tâm trạng không vui chút thôi. Dù sao không dễ gì sống lại, vốn là muốn học tập, tiến bộ mỗi ngày có thể kiếm tiền chăm sóc bố già. Ai mà biết thế giới này không theo lối thường, chớp mắt một cái mình đã thành người thân thuộc rồi. Sau đó, một loạt chuyện xảy ra, giờ đã trở thành tù nhân trốn trại rồi. Một mảng thịt mờ ở con đường phía trước, giống như là khách du lịch đang một mình đi trên con sông, không biết là khi nào lội sóng, cũng không biết là cách nào, cũng không biết cách nào cách bờ bao xa, người thân ở trên bờ có khỏe mạnh hay không. Đây là bài ca dao thể hiện tâm trạng nhớ quê hương đất nước của chúng tôi. Mong mỗi người khách tha phương đều sẽ trở về nhà. Công chúa điện hạ, à xin hãy gọi tôi là Thanh Cơ, anh vương. Được Thanh Cơ, cô cũng không cần khách sáo như vậy. Vâng, nếu không ăn nhiều lương thực thì sẽ bị ăn mất đó. Đến nước Anh rồi, đúng là không thể nào che được tố chất cơ thể của ma cà rồng, cộng thêm phong tục tăng sức mạnh của Thanh Cơ, trực tiếp bay nhanh đến nơi. Còn chờ gì nữa, chúng ta mau vào thôi. Chờ đã, cần phải chuẩn bị một chút. Chuẩn bị. Nửa tiếng sau, thức thần người giấy. Thức thần người giấy, hình chọn ngẫu nhiên đều là thiếu nữ xinh đẹp đó. Muốn có tai cũng được. Thức thần người giấy tự tạo vẻ ngoài. Anh trai bên kia có muốn mua một cô vợ người giấy về nhà hay không? Đảm bảo chất lượng tốt. Ngại quá không cần đâu. Tên nhóc này có phước thật, hai cô gái này đúng là đẹp thật đó. Ông chủ, người giấy có tốt hơn nữa cũng đâu so được với người thật chứ. Anh trai, mua takoyaki không? Mua. Nào chủ nhân, cậu ăn trước đi. Đáng ghét thật, đúng là tên nhóc làm người khác ngưỡng mộ mà. Cô dự định làm gì vậy? Hừm, cái này là do cậu không hiểu đó, tiểu chiết chiết. Ở nước Anh, phụ nữ không thể nào tùy tiện đi trên mặt đất, trừ phi cô ấy đã có chủ nhân để đi theo. Cho nên rất ít phụ nữ đi ra ngoài bên một mình. Chúng ta muốn tránh tai mắt của người khác để vào thành, thì phải nhập gia tùy tục mới được. Nào, thể hiện tự nhiên thêm chút nữa. Nhưng mà thế này không phải là càng gây chú ý hơn sao? Nghĩ thử đi, ai có thể ngờ một nhà ba người đi dạo lại là tội phạm truy nã hả? Đi nào. Nơi này ở bên ngoài Vương Thành đấy, chúng ta không cần phải vội, thăm dò tình hình ở quanh đây chút đã. Được, tòa thị chính. Sở thẩm phán, con đường hoa anh đào, cục dân chính. Vương Thành nhỏ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, dù sao nước Anh cũng là đất nước nhỏ nhất ở trong 7 nước mà. Đây là nơi nào? Quốc chủ thần xã. Thanh Cơ, quốc chủ thần xã là nơi hoàng tất các đời phụng dưỡng ma cà rồng hoàng gia trực hệ. Nếu có hoàng tộc qua đời, quốc chủ thần xã sẽ đi làm lễ cúng tế, dùng nghi thức cao nhất phúng viếng 10 ngày 10 đêm. Thần thức khóc thường, hoàng tộc phúng điếu, người thân canh giữ linh hồn, dân chúng mặc áo đen tưởng niệm. Nhưng giờ công chúa chết ở nước Á, nơi này này, giống như chẳng có gì xảy ra. Rõ ràng tỏ ra đau buồn với bên ngoài như vậy, muốn xuất binh đánh trận vì công chúa đã chết, kết quả quốc chủ của thần xã lại không có chút tiếng động nào. Lại nhìn dân chúng ở trên đường lúc này, đám binh sĩ kia làm gì có chút cảm giác bi thương chút nào. Đi thôi. Ngài Vũ Điền, ngài không thể nào cũng ở đây.
Đã nói mấy lần rồi, xin nhanh chóng rời đi. Tại sao chứ? Rõ ràng công chúa điện hạ đã qua đời, trước khi hài cốt cô ấy còn chưa về nước, chúng ta phải thành tâm cử hành nghi thức, gọi linh hồn, cô quạnh tội nghiệp chứ. Sao các người lại nhẫn tâm như vậy, để một cô bé cô ấy chết ở bên ngoài? Thiên hoàng đâu? Thiên hoàng bệ hạ đang ở đâu? Rõ ràng là quốc chủ của thần xã, tại sao lại không có ai dẫn dắt linh hồn cho cô ấy? Đừng quấy rối nữa. Các người vốn dĩ coi cô ấy là công cụ, năm đó mẹ của cô ấy cũng. Tuổi đã không còn ít nữa, thì ngài... Không còn ít nữa nhỉ, ngài Vũ Điền. Nếu muốn đến viện dưỡng lão, có thể xếp hàng trước đó. Nếu còn có lần sau, chúng tôi chỉ có thể dùng thức thần để đối phó thôi. Thức thần không hiểu tình người, chỉ cần phán định là kẻ địch, đều sẽ xử chết. Đáng ghét thật, sao có thể như vậy chứ? Đều bẩn hết rồi. Đó là ông Vũ Điền, ông ấy là người hầu của mẹ tôi. Cẩn thận vẫn hơn, quan sát một chút đã. Đi theo trước đã. Cô phụ tử, lão già này khiến cô thất vọng rồi. Công chúa cũng bài vị của phụ tử. Sớm biết vậy, lão cần gì sống cơ chứ. Nhiều năm như vậy, lão chỉ có thể nhìn công chúa điện hạ từ xa mà thôi, cầu phúc cho cô ấy. Món đồ duy nhất mà người để lại trên thế gian này cũng chỉ có sợi tóc này thôi. Để tất cả những thứ này kết thúc đi. Tóc của mẹ, mùi này. Ai đó? Công chúa điện hạ. Sao Thanh Cơ đột nhiên lại xông qua đó vậy? Quen thuộc quá. Mùi hương này mang mùi máu, mùi của mẹ. Công chúa điện hạ, người còn sống, thật sự là tốt quá. Không được, không được ngửi. Ông Vũ Điền, đây là mẹ sao? Hình như cháu nhớ ra gì đó. Đừng vội dập lửa chứ. Các người là ai? Buông tay. Ông Vũ Điền đừng hiểu lầm, chúng tôi là người tốt, là người bảo vệ công chúa. Đừng ngăn cản tôi, đi ra ngoài trước đi. Mùi hương này tản đi hết rồi nại. Chuyện đến nước này rồi, ông còn giấu được sao? Đầu đau quá. Hết cách rồi, chỉ có thể giấu trước. Không ngờ đầy tớ vô dụng, bình thường trong nhà mà còn biết kết giới ẩn khí cấp cao đó. Nhưng mấy cái này còn chưa đủ, để tôi giúp ông một tay. Búp bê thế thân. Dùng búp bê thế thân này có thể tạm thời giấu thiên cơ. Thế này mới không có sơ hở. Mùi hương này quen thuộc quá. Người thấy mùi tương tự. Người thấy mùi tương tự thế này lúc nào thế nhỉ? Mùi máu đang bị thiêu đốt này. Ai, mình biết rồi. Là lúc đó. Hôm đó. Cả tộc của mẹ bị giết. Phụ hoàng muốn ép mẹ thức tỉnh dòng máu cửu vĩ, nhưng mà thất bại. Phụ hoàng muốn giết luôn cả mình. Đối mặt với thảm cảnh như vậy,
cuối cùng mẹ đã suy sụp. Mẹ muốn giết cha, nhưng không tài nào làm được. Mẹ chọn dùng cái chết để bảo vệ mình. Phụ hoàng lấy máu của mẹ. Vẽ cấm chế ký ức cho mình. Vì vậy, trong mùi hương máu thịt người thân bị thiêu đốt đó, tôi đã quên toàn bộ mọi thứ. Tôi đã quên mối thù lợ máu sâu như biển. Sống một cách vô tư lự. Là người thừa kế huyết mạch cửu vĩ, sống sót trong lồng giam trí nhớ giả dối, giống như là mơ một giấc mơ mãi không tỉnh. Cửu vĩ thiên hồ uy hiếp thiên hạ, huyết mạch truyền thừa của tộc nhân thưa thớt, cần phải có tình cảm cực vui cực buồn, cắt đứt quan hệ mới có thể kích hoạt. Toàn tộc chỉ có duy nhất phụ nữ mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Không thể nào, chẳng lẽ đây là thiên hồ chín đuôi? Sức mạnh của cửu vĩ thiên hồ thức tỉnh rồi. Trong cả tộc của tiểu thư, phủ tử nghìn năm nay cũng chỉ có mấy lần thức tỉnh huyết mạch ở trong truyền thuyết. Bởi vì không chỉ là huyết mạch cửu vĩ hiếm khi thức tỉnh, càng cần cảm xúc cực lớn cọ sát. Cho nên thiên hoàng mới tàn sát tàn tộc của tiểu thư, kích động ngay trước mặt của tiểu thư phủ tử, nhưng lại không thành công. Công chúa Thanh Cơ từ nhỏ đã có sức khỏe kém, đến năng lực bình thường của ma cà rồng cũng không thể nào đạt đến được, sao mà thức tỉnh huyết mạch cơ chứ? Đáng ghét thật. Sao thế? Đây không phải là chuyện tốt hay sao? Giờ Thanh Cơ đã có thực lực huyết mạch mà thiên hoàng muốn có rồi đó. Chuyện tốt. Cẩn thận. Thức tỉnh huyết mạch có nghĩa là bị kích động cực lớn, cũng có nghĩa là người thức tỉnh sẽ không thể là khôi phục lý trí được nữa. Từ đấy, bị thức thần nhập vào người và thú hóa, chỉ có thể chiến đấu đến chết. Gì cơ, Thanh Cơ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cô ấy mới chỉ có hai đuôi. Công chúa Điện Hạ, mau ra tay đi. Thanh Cơ, mang mùi máu của mẹ. Biến lớn. Thanh Cơ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết thúc chỉ mới là bắt đầu mà thôi, Linh Lang Vũ. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Kết thúc đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, Linh Lang Vũ. Tuy đã dùng kết giới ngăn cản sự cảm nhận của bên ngoài, cấm chế của Thanh Cơ cũng được tôi dùng búp bê thế thân để ngăn cản lại, để người tạo cấm chế tạm thời còn chưa cảm nhận được cấm chế đã bị phá vỡ. Nhưng tình trạng này đúng thật là hơn tưởng tượng của tôi. Vốn cho rằng tiểu thư Thanh Cơ chỉ thức tỉnh ký ức,
có thể xung đột năng lượng, không ngờ lại thức tỉnh huyết mạch. Không cầm cự được lâu nữa, sẽ nhanh bị phát hiện thôi, năng lượng quá mạnh không giấu được đâu. Chuyện đến nước này rồi, chỉ có thể hy sinh ông mà thôi, ông Vũ Điền. Đại nhân Rền, đây là nhà của Vũ Điền. Đúng vậy, nơi tay sai của đại nhân phủ tử ở. Hơm, chỉ là một tên nâu na, năm đó hắn bị bệnh nặng nằm liệt giường ở nơi khác nên mới thoát được một kiếp. Thiên hoàng nghi ngờ hắn biết tin tức huyết mạch nên mới để hắn thỉnh thoảng tiếp xúc với công chúa. Giờ xem ra quả nhiên là có che giấu gì đó. Vũ Điền. Ta đã nghi ngờ ngươi biết rất nhiều thứ từ lâu, nhưng bấy nhiêu năm nay đều biết thân biết phận, giả vờ làm một lão già ngu ngốc, ngoan ngoãn ở trong căn nhà lát này, khiến người giám sát của ngươi vô cùng buồn tẻ. Với trình độ của các ngươi, còn chưa đủ tư cách để giám sát ta đâu. Giờ xem ra đúng thật nào vậy, ai có thể ngờ kẻ ngu ngốc như ngươi lại là đại sư trận pháp đâu chứ. Vậy thì mục đích tối nay gây ra chuyện thế này là gì? Bởi vì biết được tin tức công chúa đã chết hay sao? Công chúa nhất định là phải được an táng ở trong hoàng lăng. Quốc chủ của thần xã, thiên hạ đều phải chia buồn với người. Dù sao ta cũng đã già rồi, ta cũng hiểu thông suốt rồi. Công chúa chết rồi, ta cũng không còn lý do để sống nữa. Nếu không làm theo lời ta nói, ta sẽ công bố những chuyện xấu thiên hoàng làm ra ngoài. Vì để đoạt đi huyết mạch, giả vờ cưới tiểu thư phụ tử, đáng hận, đáng hận. Thì ra là sự phẫn nộ, bất lực của kẻ tuyệt vọng. Thấp hèn kém cỏi vô cùng khó coi. Cầm miệng đi. Khóa. Đưa trở về. Không giết hắn sao đại nhân? Dù sao kết giới sư cũng hiếm thấy, có thể chết muộn hơn. Lại nói, có thể hắn biết nhiều tin tức hơn, đưa hắn về thẩm vấn. Vâng. Chỉ vì một công chúa vô dụng, giống y như là điên vậy, thấp kém chính là thấp kém. Họ đi rồi. Lính Nang Vũ, sao cô biết họ sẽ không lục soát? Vũ Điền đã bị giám sát nhiều năm, hôm nay ông ấy vừa gây rối ở thần xã, buổi tối bùng nổ cũng rất bình thường. Nhưng cho dù ông ấy gây lớn tiếng đến mức nào, nhảy nhót tưng bừng, rát cổ bỏng họng cũng được, trong mắt của những tên đó chuyện này chẳng là gì. Đây chính là ngạo mạn. Hoàng tộc nước Anh ngạo mạn. Đến cùng sẽ phải trả giá. Mẹ, đừng. Hoàng cung. Sân của mẹ. Đau khổ chứ? Các người mau đi đi. Nơi này là hoàng cung, rất nguy hiểm, mặc kệ tôi. Mau đi đi. Ơi tiểu công chúa, cô quả nhiên rất là đáng yêu đó. Nhìn cho kỹ đi, đây là đâu? Chúng ta đang ở trong đạo cụ không gian của cô. Đúng vậy. Vỏ của chai có thể chế tạo hoàn cảnh, nơi ở bên trong không gian vỏ dựa. Nơi ở bên trong không gian vỏ dựa theo suy nghĩ của túc chủ. Nơi này chính là ngôi nhà trong quá khứ của cô chế tạo ra trong giấc mơ. Thì ra là vậy. Vậy ông Vũ Điền đâu? Để che giấu sự tồn tại của cô, ông ấy đã bị Ren bắt đi rồi. Tôi... Đừng nói mấy lời như cô muốn đi cứu ông ấy, tôi sẽ chỉ cười nhạo cô mà thôi. Tôi biết tôi rất yếu, nhưng tôi cũng phải làm điều gì đó. Nếu không thì tôi sống vì cái gì chứ? Tôi không thể nào đáng để ông ấy như thế. Tại sao tôi lại yếu như vậy? Tại sao tôi lại yếu như vậy chứ? Câu chuyện phía sau. Đúng vậy.
Tôi biết tôi rất yếu, nhưng... Nhưng tôi cũng phải làm điều gì đó. Nếu không, thì tôi sống vì cái gì đây? Tôi không xứng đáng. Tại sao tôi lại yếu như vậy? Tại sao tôi lại yếu như vậy chứ? Thanh Cơ. Yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Bây giờ cũng là quy luật tự nhiên. Chẳng lẽ kẻ mạnh không nên bảo vệ kẻ yếu hay sao? Đây là chuyện cả trẻ con cũng biết. Thế giới này điên rồi, điên hết rồi. Phải trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn nữa mới được. Lúc đó tôi cảm nhận được sức mạnh. Sức mạnh rất lớn xuất hiện trong cơ thể của tôi. Đó không phải là mơ. Thánh Cơ. Thánh Cơ, quần nâu mới đủ. Chỉ có hai cái đuôi, đến cửa nhà Rờ Rên cũng không vào được. Đừng nói đến là chuyện cứu người. Nếu cô không thể nào điều khiển thú tính của mình, không thể nào chấp nhận đau khổ, vậy thì mãi mãi cũng không thể nào điều khiển được nguồn sức mạnh này. Mỗi lần kích hoạt huyết mạch đều sẽ hao mòn cơ thể của cô cho đến khi chết. Cho dù là như vậy, cô cũng muốn có được sức mạnh hay sao? Cho dù là chết, tôi cũng muốn. Tôi muốn thật sự sống vì mình. Một lần. Nhìn làm gì, làm việc đi. À, làm cái gì? Cô ấy làm như vậy, vỏ chai sớm muộn gì cũng bị phá. Không phải cậu muốn một cái tủ lạnh hay sao? Mở tủ lạnh ra, cố hết sức hút năng lượng cuồng nộ của cô ấy phóng ra vào đó, giảm sự chấn động với vỏ chai. Làm vậy được hả? Thử nào biết. Được. Lúc huấn luyện ở chỗ Từ Đại Sư, mình được hướng dẫn cách sử dụng dị năng. Quán tưởng nội tâm, điều khiển từng bắp thịt nhỏ nhất, điều khiển suy nghĩ, tập trung. Tiếp theo mới là lúc quan trọng nhất, làm sao để dẫn dắt năng lượng ở bên ngoài tiến vào. Cẩn thận một chút. Dẫn một chút thử đã. Sức mạnh điên cuồng quá. Nhưng thành công rồi. Chỉ là một chút mà đã mạnh vậy. Thế này phải hút bao nhiêu đây? Có thể hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu. Mỗi lần hút sẽ rèn luyện dị năng của bản thân và sức chiến đấu của ngươi đôi chút. Đồng thời phải nhanh. Thanh Cơ không trụ được quá lâu đâu. Quân nhớ điều Vũ Điền từng nói chứ. Một khi cô ấy mọc ra 9 cái đuôi, huyết mạch khởi động hoàn toàn thì sẽ chết. Hút nhiều năng lượng thú tính một chút, có lẽ có thể chống lại chấn động khi huyết mạch của cô ấy khởi động, kéo dài thời gian tỉnh táo, nhân tính của cô ấy. Tóm lại, thời gian của cậu không còn nhiều nữa. Cái này cũng là chuyện duy nhất cậu có thể làm hiện giờ rồi. Cảm ơn anh, Vương. Nếu có thể giữ nhân tính của Thanh Cơ, nghĩa là cho dù cô ấy kích hoạt toàn bộ 9 đuôi cũng sẽ không chết đúng không? Cái này tôi không rõ nữa. Nhưng ít ra, cô ấy có thể có được sức mạnh làm điều cô ấy thực sự muốn làm. Đến đây đi, có bao nhiêu thì hút bấy nhiêu. Trở lên mạnh hơn, mình cũng nhất định là phải trở lên mạnh hơn. Tôi còn hút được một ít nữa. Không gian ở trong cơ thể đóng. Không được. Không được đóng. Tôi còn cầm cự được. Tôi đã nói là không được đóng. Cảm ơn. Lại có một cái đuôi đột phá.
thoải mái quá. Làm dã thú thoải mái quá. Đừng, đừng mà. Im miệng, phiền quá đi. Tôi phải tiếp tục tiến hóa. Chỉ cần không ngừng tiến hóa là có thể được thoải mái hơn. Đừng cản tôi. Ơi, ai đang lấy trộm năng lượng của tôi? Thì ra là anh. Công chúa nhỏ nổi giận rồi. Tiểu hồ ly, đừng chạy lung tung, nếu không... Thuật biến hóa của thiên hồ.